Xin chào các bạn nha. Ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn về một cái nội dung phải nói là rất là chuyên sâu và rất nhiều bạn đang mong chờ cái video này được xuất bản. Thì như cái video trước thì mình đã trình bày cho các bạn về cái lên tham là gì và cái tác dụng của lên tham trong thuê đổi chuyến như thế nào. Thì ở cái series này có 3 video nói về cái tính về cái mốc lên tham đó áp dụng vào trong thực tiễn như thế nào đó. Thì ở cái video đầu tiên thì mình sẽ chia sẻ cho ta về cái mốc bắt đầu tính lên tham đó. Thì trong cái mốc lên tham bắt đầu đó là cái mốc như nào thì sẽ chi tiết hóa cho ta ở trong tham để làm sao cho chúng ta áp dụng vào trong thực tiễn để tránh những cái tình huống mà chúng ta chính thức xảy ra. Trước khi vào cái nội dung chi tiết của các video thì chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách là đăng ký kênh và chia sẻ cái video đến cộng đồng để mọi người cùng tham khảo. Và nếu như các bạn quan tâm đến các khóa học ngắn hạn tại trung tâm đào tạo của đường link Logic Thành Đạt thì chúng ta có thể là tham khảo vào cái đường link mình để ở cái phần mô tả cũng như là trong cái phần comment mình ghi ở trên đấy thì chúng ta có thể là tham khảo. Nếu cái khóa học đó mà chúng ta cảm thấy nó phù hợp và ta thấy nó ứng dụng tốt vào cái công việc sau này để chúng ta lựa chọn một cái vị trí việc tốt thì chúng ta cũng mạnh dạn đăng ký để trung tâm tư vấn chi tiết hơn với chúng ta. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào cái video cụ thể. Rồi như trình bày ở đầu video ha, thì ở đây thì mình sẽ nói làm 4 phần. Thì trong video này mình sẽ nói phần đầu tiên ha, là các cái nội dung liên quan đến cái việc mà xếp dỡ hàng hóa để tính thưởng phạt trong lay time. Ở cái video trước mình đã nói vấn đề về lay time thì là gì và cái tác dụng của lay time như thế nào đó, và cái lay time nó dùng trong cái hoạt động xếp dỡ hàng hóa đối với thuê tàu chuyến thì như thế nào. Thì bây giờ thì đi vào chi tiết các cái điều khoản trong lay time mình sẽ trình bày ở video này. Ở video này mình đưa ra một cái ví dụ như sau. Về xếp dỡ lay time thì ở đây mình có 4 cái điều kiện xếp dỡ lay time ha. Đó là RD, BOT, BOH và EU. Ở dưới mình có giải thích kỹ cho chúng ta là RD là gì, viết tắt của từ là Running Day, BOT là gì, BOH là gì, EU là gì. Đó, thì những cái từ viết tắt này mình sẽ giải thích cho chúng ta trong một cái video cụ thể sau. Đó, còn bây giờ mình sẽ đi vào trực tiếp để mình giải thích cho các bạn biết là cách tính như thế nào. Đó, để minh họa cho cái này thì mình ví dụ giả sử như cái lay time. Đó, mình cho là 5 ngày, 16 giờ. Đó. Và cái hợp đồng tùy vào cái hợp đồng trao no ngày nào, đúng chưa? Hợp đồng vận chuyển cái hàng hóa là khi nào và cái thời gian trao no đó. Thì cái phần này mình sẽ giải thích cho chúng ta trong một video khác để chúng ta sẽ nắm kỹ hơn. Đó. Ở đây mình minh họa luôn là cái thông báo sẵn sàng làm hàng. À, trao vào lúc buổi sáng ngày thứ hai, mình ví dụ vậy, ngày sáng thứ hai, ví dụ ngày 1 này là ví dụ cái ngày đầu tiên này mình cho là ngày thứ hai, được chưa? Đó, thì đây sẽ là ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, ngày chủ nhật. Xong đây lại là ngày thứ hai. Đó. Để cho dễ dàng thì mình sẽ cho chỗ này là 6 ngày. Đó. 6 ngày 16 giờ ha, để cho nó ra. Và cái này mình trao buổi có thêm lên buổi chiều đi, để cho độ khó nó tăng lên là mình cho buổi chiều thứ hai. Buổi chiều. Chiều thứ hai. Ok ha. Đó. Vậy thì cái RD là như thế nào đấy, lên tham này. Giả sử cái hàng hóa mình hợp đồng vận chuyển đây là hàng bách hóa đi,
Bách hóa. Được chưa? Đây là hàng bách hóa. Thì hàng bách hóa theo quy định ở trong cái bảng ở trên thì nếu mà trao buổi chiều, no trao buổi chiều thì sáng thứ hai tính sáng sáng hôm sau chứ, sáng hôm sau, sáng hôm sau, sáng hôm sau ha, buổi sáng hôm sau là bắt đầu tính từ 6 giờ sáng. À, sau sáng hôm sau là bắt đầu tính mốc chào no. Đó là cái quy định của cái hợp đồng nó như vậy nha. Thế thì khi bắt đầu 6 giờ sáng hôm sau thì buổi chiều đây mình buổi chiều ha, buổi chiều chào no, thí dụ buổi chiều chào no thì nào sáng 6 sáng hôm sau. Thì đây một ngày mình quy định thì bắt đầu mình giải thích cho từng cái ha, nhất là RD này. Đó. Và thứ hai nữa là cái đưa ra một cái điều kiện để mình hiểu. Nếu mà thực tế không có thì thôi ha, đó là mưa hàng ngày. Hàng ngày từ 1 tới 3 giờ trên một ngày. Nhưng mà mưa trong giờ làm việc, trong giờ xếp dỡ hàng hóa. Được chưa? Đó. Trong xếp dỡ hàng hóa. Thế thì đầu tiên ở cái bảng này mình nói về cái RD được chưa? Đó, thì bắt đầu tính mốc nè, tất cả mình sẽ xác định mốc tất cả của bốn điều kiện RD, BOT, BH và EU luôn ha, là mốc đều là sáng là 6 giờ sáng hôm sau, nghĩa là thứ hai làm trao no là trao no buổi chiều, cái này là chúng ta trao no buổi chiều, là một cái thời điểm nào đó no là theo quy định trao no buổi chiều thì 6 giờ sáng hôm sau là mốc bắt đầu tính việt nam, nên là 0 giờ này, 2 giờ này, 4 giờ này, 6 giờ này, đó đây là 6 giờ. Đây là 6 giờ. Thì đây chính là cái mốc, tất cả mốc trao non là thời điểm này hết. Đó. Điều kiện nào cũng trao non đây hết á, mốc trao non là 6 giờ sáng ngày thứ ba. À, 6 giờ sáng ngày thứ ba là bắt đầu đây là mốc trao non. Đó, trao non ha. Thì video đầu tiên này mình sẽ trình bày cho chúng ta cái tính toán và triển khai cái lay time cho cái điều kiện giao hàng RD. RD viết tắt của từ là running day. Running day là ngày liên tục. Ngày liên tục là gì? Ngày liên tục có nghĩa rằng là ngày được tính là 24 tiếng đồng hồ. Đó, cái ngày lay time liên tục được tính là 24 tiếng đồng hồ. Và kể cả cái ngày hôm đó trời có mưa thì vẫn tính là 24 tiếng. Nghĩa là không trừ mưa ra lay time bị trôi đi liên tục. Cái đấy chúng ta hiểu như vậy. Chứ mặc dù ngày hôm nay là chủ nhật chẳng hạn, hay ngày hôm nay là ngày thứ ba chẳng hạn đi ha, là trời trời mưa 3 tiếng, trong quá trình mưa 3 tiếng này thực tế là chúng ta không có làm hàng, là theo quy định là nếu mà ngày thời việc thời tiết tốt thì khi đó là thời gian đó lay time sẽ không không tính, và lay time không tính thế thì cái thời gian kết thúc mốc lay time nó sẽ kéo dài ra. Nhưng nếu áp dụng RD là running day thì lay time người ta vẫn tính bình thường, có nghĩa rằng là mặc dù thực tế chúng ta không có xếp dỡ hàng hóa hay là không làm hàng thì lay time vẫn cứ thế trôi, và khi đó là cái thời gian kết thúc lay time nó sẽ sớm hơn. Và chúng ta lưu ý thế. Và do vậy thì theo đúng quy định là lay time là 6 ngày 16 giờ. Đúng chưa? Đó, 6 ngày 16 giờ. Thế thì ở đây chúng ta sẽ tính đến 6 ngày 16 giờ là kết thúc lay time. Mặc dù là mưa nha, ví dụ như cái thời gian mà mình gạch này là mưa chẳng hạn nè. Đó, mưa chẳng hạn nè. Đó. Mưa chẳng hạn nè. Mưa ngày 2 tiếng. Đó, mưa sáng mưa chiều mưa tối gì đấy tùy cái thời điểm đó, mình đây mình cho để nó phong phú thêm thôi chứ nó không gì cả nha. Nhưng mà cái ngày kết thúc của lay time vẫn không thay đổi. Đó, ví dụ 6 ngày sau là từ 0 giờ 6 giờ ngày 2 ngày thứ ba, thứ tư là 1 nè, thứ năm là 2 nè, thứ 6 là 3 nè, thứ 7 là 4 nè, chủ nhật là 5 nè, thứ hai là 6 nè, nghĩa là 6 giờ ngày thứ hai cộng thêm với 16 giờ là 22 giờ. 22 giờ đây. Đó, đây là 22 giờ ngày thứ hai, là cái này là kết thúc lay time ha, đây là kết thúc lay time của RD, đây là mốc kết thúc lay time của cái điều kiện RD, chúng ta lưu ý ha. Đó, thì mấy cái ngày kia mình cho mưa tùy mình, mưa cái giờ nào cũng được. Đó,
mưa giờ nào cũng được. Thực ra dù có mưa nhưng vẫn không tính là mốc kết thúc, là đúng tới tại thời điểm này thì đúng là lay time nó là 6 ngày 16 giờ là kết thúc. Đó, đây là kết thúc lay time tính theo điều kiện xếp dỡ, kết hợp đồng xếp dỡ là RD. Đó, trong trường hợp nếu cái người thực hiện cái hoạt động xếp dỡ này nè xong trước cái thời hạn 22 giờ ngày thứ hai của tuần sau, đúng chưa, là ngày thứ 8 của lịch trình, là ngày thứ 8 đấy, thì sẽ được thưởng. Còn nếu kết thúc sau 22 giờ ngày thứ hai tuần sau thì sẽ bị phạt. Thì cách phạt và thưởng thì bao nhiêu, thực tế bao nhiêu, trễ bao nhiêu giờ, sớm bao nhiêu giờ thì chúng ta sẽ được thưởng, hoặc là chúng ta sẽ bị phạt làm hàng trễ, hoặc là thưởng giải phóng tàu nhanh, theo cái video hôm trước mà mình đã chia sẻ. Có gì mình sẽ để cái link của video đó ở dưới phần mô tả để chúng ta nắm cái vấn đề về thưởng phạt đó, được chưa? Đó, đấy là cái đầu tiên mà mình muốn chia sẻ về cái điều kiện giao hàng RD, đó là cái thứ nhất. Đó, chúng ta lưu ý một điều trong cái điều kiện giao hàng RD là gì? À, dù cái thời gian mưa gió thế nào đó ở bất cứ một cái ngày nào, thì chúng ta cũng không được rời cái lịch kết thúc của lay time, cái mốc kết thúc của lay time. Cái mốc kết thúc của lay time là không thay đổi ha. Mốc kết thúc là không thay đổi. Đó. Đó. Mặc dù cái thời gian mưa đấy là chúng ta không có xếp dỡ hàng hóa. Đó. Nhưng cái lay time người ta vẫn cứ tính. Đấy là cái mà chúng ta phải lưu ý kỹ ha. Lưu ý kỹ vấn đề đó. Đó. Đây là cái chuỗi các cái video mà mình chia sẻ đến các bạn đó, để các bạn biết được cái cách tính lay time như thế nào. Đó, thì các bạn có những thắc mắc gì, có những cái câu hỏi gì thì các bạn cứ comment ở bên dưới, mình sẽ giải đáp, và thậm chí mình sẽ làm một cái video giải đáp trực tiếp cho các bạn liên quan đến cái vấn đề về lay time này. Đó, rồi ở cái lay time ở cái phần video tiếp theo á, thì mình sẽ trình bày cho các bạn là thứ nhất là các cái thuật ngữ này nó ngoài ra còn những thuật ngữ như thế nào nữa. Rồi cái thứ hai là cái điều kiện tính mốc như thế này là tính như thế nào, thì mình sẽ cung cấp cái tính bắt đầu ha. Chúng bắt đầu là mốc lay time bắt đầu như này này, nó làm sao biết là mốc nó nằm ở đây, nó phụ thuộc vào cái gì. Đó, thì cái đó mình sẽ giải thích ở một cái video cụ thể sau. Còn ở video này thì mình kết thúc cái chuỗi video ba cái video nói về cái cách tính các điều kiện xếp dỡ lay time cụ thể để chúng ta nắm, được chưa? Thì rất là cảm ơn các bạn là đã theo dõi các cái video đó. Thì cũng rất mong là các bạn hãy chia sẻ cái video này với cộng đồng. Và một thứ hai nữa là nhấn đăng ký kênh để ủng hộ trung tâm. Đó, để trung tâm ra nhiều cái video hữu ích khác cho các bạn. Và nếu các bạn có nhu cầu tham gia các cái khóa học ngắn hạn tại trung tâm Thành Đạt thì hãy liên hệ với trung tâm để trung tâm tư vấn và hướng các bạn đến những khóa học cụ thể, để từ đấy các bạn có được những cái trải nghiệm tốt nhất. Đó, bây giờ mình xin chào tạm biệt và cảm ơn các bạn.